Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay tôi mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 3 trang 139-142, tuần 35, phần 2 đánh giá cuối học kỳ 2. A lớn đọc, một nhỏ đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Cây cao. Trong cây cao thẳng, em mới hỏi mèo, mãi đi bắt chuột, có quên tài rèo. Cao đứng làm thước, đo tháng đo ngày, từng nấc vòng đều thân cây. Cây cao cao mãi, tàu vươn giữa trời, như tay xòe rộng, hứng làn mưa rơi. Môi như thìa lớn, đón nước mưa lành, tàu cao soi bóng, bơi trong chim sành. Chiều xuân mưa tạnh, mây trời xanh nêm, tàu cao phe phẩy, vẫy gọi trăng lên. Bợt mo cao rộng, xòe hoa trắng ngà, bên cửa em học. Hương bay vào nhà, thoảng thơm trong gió, hương cao bay xa. Ngô Viết Dinh. Như vậy các em vừa đọc thành tiếng bài Cây cao của Ngô Viết Dinh. Câu A. Đọc bài thơ em biết điều gì về cây cao? Thì các em đọc bài thơ, đọc kỹ bài thơ. Thì bài thơ cho chúng ta biết điều về cây cao đó là cây cao thẳng, thân cây từng nấc vòng trọt vòng đều, tàu vương giữa trời, mo như hề lớn, hoa cao màu trắng ngà. Như vậy đọc bài thơ cây cao, thì cây cao thẳng thân, thân cây từng nấc vòng đều, tàu vương giữa trời, mo như hề lớn, cây cao màu trắng ngà. Tiếp theo câu B, em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ? Thì các em thích hình ảnh nào nhất thì chúng ta sẽ nêu ra. Có ví dụ em thích hình ảnh bợt mo cao rụng xòe hoa trắng ngà, bên cửa em học, hương mang vào nhà. Vì hình ảnh tả hoa cao vừa thơm của hoa cao vừa vô cùng sinh động, khiến em có cảm giác có mùi thơm dịu, dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây. Tiếp theo, hai nhỏ đọc hiểu cuộc chạy đua trong rừng. Ngày mai muôn thú trong rừng mở hội thi chạy để con vật, để chọn con vật nhanh nhất. Ngựa con thích lắm, chú tin chắc sẽ giành được vòng nguyệt quế. Chú sửa soạn không biết chán và mãi mê soi bóng mình dưới dòng suối trong veo. Hình ảnh chú hiện lên với bộ đồ nâu tuyệt đẹp, với cái bờm dài được chải chuốt ra dáng một nhà vô địch. Ngựa cha thấy thế bảo, con trai à, con phải đến bắt thợ rèn để xem lại bộ móng. Nó cần thiết cho cuộc đua hơn là bộ đồ đẹp. Con ngựa mắt không rời bóng mình dưới nước. Ngúng quậy đáp, cha yên tâm đi, móng của con chắc chắn lắm. Con nhất định sẽ thắng mà. Cuộc thi đã đến, sáng sớm, bãi cỏ đông nghẹt. Chị em nhà Hương sốt ruột gặm lá, thỏ trắng, thỏ xám thận trọng ngắm nghía các đối thủ. Bác quạ bay đi, bay lại giữ trật tự. Ngựa con ung dung bước vào và xuất phát. Tiếng hô bắt đầu vang lên, các vận động viên rần rần chuyển động. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai. Ngựa con dẫn đầu bằng những sải bước dài khỏe khoắn. Bỗng chú có cảm giác vướng vướng ở chân và giật mình thảng thốt. Một cái móng lung lay rồi rời hẳn ra, gai nhọn đâm vào chân ngựa làm ngựa con đau điếng. Chú chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Nhìn bạn bè lướt qua mặt, ngựa con đỏ hoe mắt, ân hận vì không làm theo lời cha dặn. Ngựa con đã rút ra được bài học quý giá, đừng bao giờ chủ quan, cho dù đó là việc nhỏ nhất, theo Xuân Hoàng. Như vậy các em vừa đọc qua bài đọc Cuộc chạy đua trong rừng. Thì trong bài đọc có các từ móng, tức là cái miếng sắt hình vòng cung gắn vào dưới móng chân lừa ngựa, dùng để bảo vệ chân. Đối thủ là người hoặc là đội, tranh thắng thua với người đội khác. Thảng thốt là thảng thốt vì bất ngờ, hoảng hốt vì bất ngờ.
Rồi chúng ta sẽ trả lời câu hỏi và thực hiện các yêu cầu. A. Muông thú trong rừng mở hội thi để làm gì? Chọn con vật khỏe nhất, chọn con vật nhanh nhất và chọn con vật đẹp nhất. Thì các em đọc lại bài đọc. Chúng ta thấy là trong bài đọc muông thú trong rừng mở hội để tìm, để chọn con vật nhanh nhất. Rồi câu B, ngựa con đã chuẩn bị như thế nào cho hội thi? Đến gặp bác thợ rèn để xem lại bộ móng, chăm chỉ tập chạy với những bước sải dài, chạy chốt mải mê soi bóng mình dưới suối. Như vậy trong bài đọc ngựa con đã chuẩn bị cho hội thi bằng cách là chải chuốt mải mê soi bóng mình dưới nước. Câu C, ngựa con được cha khuyên thế nào? Cần chuẩn bị cho mình một bộ đồ nâu tuyệt đẹp, cần chải chuốt bộ bờm dài cho ra dáng nhà vô địch, cần phải đến bắt thợ rèn để xem lại bộ móng. Như vậy ngựa con được cha khuyên là cần phải đến bác thợ rèn để xem lại bộ móng. Tiếp theo câu D, vì sao ngựa con không nghe lời khuyên của cha? Thì ngựa con không nghe lời khuyên của cha vì cậu chủ quan nghĩ rằng móng của mình đã đủ chắc chắn rồi. Câu E, chuyện gì xảy ra với ngựa con trong cuộc thi viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành? Câu trả lời, cái móng của ngựa lung lay rồi, gai nhọn làm ngựa con đau điếng, ngựa con chạy và cuối cùng. Như vậy chúng ta sẽ viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành câu trả lời như sau. Cái móng của ngựa lung lay rồi rời hẳn ra, gai nhọn đâm vào chân làm ngựa con đau điếng, ngựa con chạy tập tễnh và cuối cùng dừng hẳn lại. Câu G, qua câu chuyện em rút ra bài học gì? Thì qua câu chuyện em rút ra được bài học là đừng bao giờ chủ quan cho dù đó là việc nhỏ nhất. Câu H, tìm trong câu chuyện 4 từ chỉ đặc điểm của ngựa con. Thì trong câu chuyện có 4 từ chỉ đặc điểm của ngựa con, đó là sửa soạn, ung dung, chải chuốt, khỏe khoắn, chủ quan. Y, tìm những từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với từ khỏe khoắn. Như vậy từ có nghĩa giống với từ khỏe khoắn đó là khỏe mạnh, mạnh mẽ, cường tráng. Từ có nghĩa trái ngược với từ khỏe khoắn đó là yếu, yếu đuối, ốm yếu, yếu ớt. K, chọn giáo câu thích hợp thay cho ô vuông. Năm ấy muông thú mở cuộc chạy đua trong rừng. Tham gia cuộc đua có ngựa con, khô chị, khô em, thỏ trắng, thỏ xám. Ai sẽ trở thành nhà vô địch đây, tất cả đều mong muốn mình giành được vòng nguyệt quế của cuộc đua. Như vậy chúng ta sẽ chọn giáo câu thích hợp thay cho ô vuông này như sau. Năm ấy muông thú mở cuộc chạy đua trong rừng chấm. Tham gia cuộc đua có ngựa con, phải khô chị, phải khô em, phải thỏ trắng, phải thỏ xám. Ai sẽ trở thành nhà vô địch đây? Chấm hỏi, tất cả đều mong muốn mình giành được vòng nguyệt quế của cuộc đua. Tiếp theo bài lớn viết, số 1 nhỏ nghe viết nhỏ. Như vậy câu số 1 các em có thể nhờ người thân đọc cho các em nghe và các em viết, sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại chính tả của mình. Số 2 nhỏ là viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua. Gợi ý sự việc để lại nhiều ấn tượng là gì? Sự việc đó diễn ra ở đâu, khi nào? Rồi sự việc đó diễn ra thế nào, điều gì làm cho em ấn tượng nhất? Em có cảm nghĩ gì về sự việc đó? Như vậy chúng ta sẽ viết đoạn văn, chúng ta sẽ trình bày đoạn văn kể về một cái sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua. Câu ví dụ, trong năm học vừa qua em ấn tượng sâu sắc nhất là buổi
diễn văn nghệ chào mừng ngày giải giáo Việt Nam của trường em. Trong bộ biểu diễn văn nghệ có rất nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó em thích nhất là tiết mục Thầy Bói Xem Voi. Tiết mục minh họa lại truyện ngụ ngôn Thầy Bói Xem Voi do các bạn học sinh lớp 3A biểu diễn. Cả sân trường được một phen cười no bụng, ngoài ra còn có rất nhiều tiết mục văn nghệ hay. Buổi biểu diễn đã mang lại cho chúng em niềm vui, tiếng cười và sự thư giãn. Em rất yêu thích buổi văn nghệ này.